Hồ Vinh Hoa gặp Liễu Đại Hoa, Hồ Cầm Đỏ đi trước dùng phi tượng. Liễu đối phó bằng tiến mã cánh trái. Tiếp theo. Đỏ mã 3 tiến 4 hơi sớm. Đổi lại, đỏ thả đi pháo 8 bình 7. Tiếp theo, đen có hai khả năng. Như đen đi. Tiếp theo. Cờ đỏ chuẩn bị đổi tốt. Các quân linh hoạt dễ đi. Khả năng thứ hai của đen là tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đỏ cục thế sáng sủa. Ở đây, Hồ Vinh Hoa tiến mã phải lên hà. Tiếp theo, Liễu ứng phó. Đỏ mã 4 tiến 6, mưu chiến thắng, dùng sách lược mạo hiểm. Trong khi hai xe của đỏ chưa xuất, đỏ tiến quân đơn độc xâm nhập trận địa của đen. Trước sau các quân không liên kết, cờ đỏ đánh mất chủ động. Tiếp theo, Liễu ứng phó. Đen mã 7 lùi 9. Đổi lại, đen có thể đi xe 4 tiến 2. Tiếp theo có thể là cờ đen hơn quân, ưu thế. Ở đây, Liễu lựa chọn. Tiếp theo, Hồ ứng phó. Đỏ bỏ quân nhằm ghim quân đen, mưu vãn hồi thế yếu. Ở đây, như đổi lại đỏ đi. Tiếp theo có thể là tiến tốt nhằm cứu mã 4. Xe mã đỏ bị vây khốn, cờ đỏ kém tốt, các quân khó đi. Ở đây, họ lựa chọn. Tiếp theo, Liễu ứng phó. Đen pháo 2 lùi 1. Nước cờ tỉ mỉ, vừa để xe giữ, vừa có đường cho xe chạy, nhất cử lưỡng tiện.
Đỏ mã 4 tiến 3. Nhưng đổi lại, nếu đỏ đi pháo 1 tiến 3 xuống đáy. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có hai khả năng. Nhưng đỏ đi. Cờ đen ưu thế. Coi như đỏ đi. Cờ đen cũng ưu thế. Ở đây, Hồ Vinh Hoa lựa chọn. Tiếp theo, liệu đối phó. Đen tiến cao xa, chiếm yếu đạo. Đỏ không có cách gì tiến công. Đen hơn quân ưu thế, đã nhìn thấy thắng lợi. Tiếp theo. Đen xe 7 bình 6. Đổi lại, đen cũng có thể đi. Cờ đen ưu thế. Ở đây, Liễu lựa chọn bình xe vào tay sĩ. Tiếp theo, Hồ ứng phó. Đen tiến xe kỵ hà. Đổi lại, đen có thể tốt 5 bình 4. Cờ đen cũng đẹp. Ở đây, Liễu tiến xe 6 kỵ hà. Tiếp theo, Hồ đối phó. Đến đây, cờ tàn đen hơn quân, có tốt sang sông trợ công. Đỏ tuy ngoan cường đánh lại, nhưng khó chống đỡ. Tiếp theo. Đen đã nắm chiến thắng trong tay. Tiếp theo.
Đỏ chịu thua. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ.
đen thắng.